Giá cà phê hôm nay, ngày 21 tháng 4 năm 2024, giá cà phê trong nước tăng trở lại. Giá cà phê trong nước được cập nhật lúc 4 giờ 12 phút ngày 21 tháng 4 năm 2024 như sau: Giá cà phê trong nước tăng trở lại sau phiên giảm giá. Mức tăng khoảng 1.700 đến 2.800 đồng/kg. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là trên 123.300 đồng mỗi kg giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 124.000 đồng kg. Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Con Tum ở mức giá 122.500 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá cao nhất 124.000 đồng kg. Giá cà phê nhân xô, cà phê nhân, cà phê nhân tươi tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà. Cà phê được thu mua với giá 122.500 đồng kg. Giá cà phê hôm nay ngày 21 tháng 4 tại tỉnh Đắk Lắk, ở huyện cư Mờ Ga Cà Phê được thu mua ở mức khoảng 123.400 đồng mỗi kg, còn tại huyện IAH Leo, thị xã Bu Hồ được thu mua cùng mức 123.500 đồng kg. Các nhà nhận định cho rằng, về mặt kỹ thuật thị trường hai sàn có nhiều khả năng sẽ giảm giá trong đầu tuần tới. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, quý 1 2024 Việt Nam xuất khẩu khoảng 585.696 tấn cà phê với kim ngạch 1,9 tỷ đô la mức cao nhất kể từ năm 2013 đến nay. Theo các chuyên gia, giá cà phê tăng một phần do lo ngại thiếu nguồn cung. Mặt khác dự báo sản lượng cà phê thế giới niên vụ năm nay giảm khoảng 10, 15. Ngoài ra, căng thẳng ở Biển Đỏ đã khiến cướp vận chuyển và nhiều chi phí tăng qua đó tạo sức ép khiến giá cà phê càng tăng cao hơn nữa giá tiêu cuối tuần ngày 21 tháng 4 đã tăng quay trở lại cao nhất ở mức 95.000 đồng/kg giá tiêu tuần này đồng loạt tăng tại các tỉnh trọng điểm sau chuỗi ngày giảm trước đó theo đó giá giao dịch hồ tiêu tăng khoảng 3.000 đến 6.000 đồng/kg tại các tỉnh thành được khảo sát chi tiết thương lái tại đắk lắc đang thu mua hồ tiêu với giá cao nhất là 95.000 đồng mỗi kg Tăng 6.000 đồng/kg so với đầu tuần, hai tỉnh Gia Lai và Đồng Nai cùng tăng 3.000 đồng mỗi kg, hiện ghi nhận chung mức 92.000 đồng/kg. Sau khi tăng 3.500 đồng mỗi kg, giá hồ tiêu tại Đắk Nông là 92.500 đồng/kg. Giá giao dịch hồ tiêu tại Bà Rịa, Vũng Tàu và Bình Phước là 94.000 đồng mỗi kg, cùng tăng 4.500 đồng/kg trong tuần qua. Tính chung trong quý 1, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 57.000 tấn trị giá 236 triệu đô la giảm 25% về lượng, nhưng tăng 1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Cục xuất nhập khẩu mới đây dẫn số liệu từ Tổng cục Hải quan. Xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 3 đạt sắp xỉ 25,9 nghìn tấn, trị giá 111,6 triệu đô la tăng 93% về lượng và tăng 105% về trị giá so với tháng 2. So với tháng 3 năm 2023 giảm 27,5% về lượng nhưng tăng 4,8% về trị giá, tính chung trong quý 1, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 57.000 tấn, trị giá 236 triệu đô la giảm 25% về lượng, nhưng tăng 1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.